Vâng, xin chào tất cả các bác. Đây là hai con xanh xui 607 và 707 lợi tra cập bến ngày hôm nay. Thì em đang về thêm một con 607 lợi tra nữa nha các bác. Thì hai con này đã có chốt rồi nha các bác. Đã có bác chủ lấy rồi, rất là mới nha. 707 lợi tra. Con bé chắc bãi về. Đẹp tuyệt vời nha. Thì giá 707 lợi tra là 19 triệu, còn 607 lợi tra là 10,5 triệu. Đã bao gồm phí ship nha các bác. Bác nào mình có nhu cầu về những sản phẩm nào thì cứ liên hệ cho em Chiến qua hai số điện thoại trên. Em giao hàng và gửi hàng tận nơi cho tất cả các bác. Giá em giao là đã bao ship và hàng là hàng chất bãi, chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Tất cả sản phẩm em bao zin và hàng đẹp tuyển chọn kỹ lưỡng, với độ đẹp để hết mức có thể để các bác cùng sưu tầm và sở hữu những sản phẩm nó mang được những tính chất như sau: nghi hay, bày đẹp, đúng chất hàng bãi về. Rồi em cũng làm video ngắn như thế thông báo để các bác cùng biết được hai sản phẩm về hôm ngày nay đã có chủ rồi, và hiện tại em đang về một con 607 lợi tra nữa cũng cực đẹp cho các bác nha. Bác nào mình chốt thì cứ liên hệ cho em Chiến qua hai số điện thoại trên, và nhớ đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất.